Mô hình sản xuất đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bà con là mô hình trồng dưa hấu tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Từ khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái, những ruộng dưa hấu ở đây đã sinh trưởng phát triển rất tốt, lá xanh, dày, hiệu suất quang hợp tích lũy chất cao, hoa to khỏe, khả năng thụ phấn, đậu quả tốt, hạn chế được hiện tượng rụng quả. Và cũng từ khi sử dụng chế phẩm này, màu sắc vỏ quả xanh đẹp, độ đồng đều quả cao, tăng khả năng chống chịu với các loại sâu bệnh, tăng cao năng suất, chất lượng quả dưa hấu, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân ở vùng đất này. Từ khi chúng tôi được hội nông dân tỉnh và hội nông dân huyện quan tâm đưa cái sản phẩm vườn sinh thái về cho hội nông dân tôi thì thực tế bà con chúng tôi đã thực tế làm. Tức là từ khi xử lý cái sản phẩm từ lúc ngâm hạt cho đến lúc ra cây, ra quả và đến lúc kết trái thì tức là qua quá trình từ lúc xử lý hạt cho đến thành cây, thành quả. Nói chung sản phẩm này là có hiệu quả. Cây phát triển đều và quả thì sau khi lấy quả xong, tuyển quả thì quả nó cũng tương đối đều và hình thái của quả và cái màu sắc của cây này nó đẹp hơn là cái lúc cái chỗ mà mình không so với cái chỗ mà bên cái luống không sử dụng thuốc. Tức là sử dụng cái sản phẩm của vườn sinh thái này thì cái độ an toàn và con người cũng như là về môi trường là nó không ảnh hưởng như là các cái loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Năng suất so với lại cái ruộng mà không sử dụng thì nó tăng từ 2 đến 3 tạ một sào. Gia đình chị Nguyễn Thị Thấu là một trong những hộ nông dân tại xã Đoàn Thượng đã thấy được những hiệu quả rõ rệt khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái trên những ruộng dưa hấu nhà mình. Ngoài việc dưa hấu khỏe, không bị sâu bệnh thì cái mà chị ưng ý nhất đó là đã tăng được năng suất từ 15 đến 20%. Có nghĩa là mỗi sào dưa hấu nhà chị đã thu thêm được từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Quả dưa cũng to hơn, mẫu mã quả đẹp hơn nên rất được thị trường ưa chuộng. Thưa quý vị và bà con vừa được đi thăm những ruộng dưa hấu sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái của gia đình chị Nguyễn Thị Thấu tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc của tỉnh Hải Dương. Qua thực tế của chị đã sử dụng sản phẩm này thì chị sẽ thấy rằng là đây là một cái sản phẩm rất hữu ích trong cái việc sản xuất của gia đình chị. Thưa chị có thể cho biết rằng là khi sử dụng chế phẩm sinh học này thì chị thấy rằng là nó có khác gì hơn so với cả trước kia khi chị chưa sử dụng chế phẩm này không? Thì tôi thì sử dụng cái sản phẩm của vườn sinh thái của Trung Việt này thì tôi cảm thấy là nó khác với hoàn toàn trước tôi trồng, thì cảm thấy là dưa giờ quả thì đẹp mập mà dây thì đẹp mà so với sản phẩm là khả năng là tốt nhất ạ. Vâng, cái diện tích canh tác của nhà chị thì từ trước đến giờ thì chị canh tác cái diện tích dưa hấu là bao nhiêu và chị có thể so sánh rằng là từ khi mà chị sử dụng cái sản phẩm sinh học này chị thấy rằng là nó hiệu quả tăng được 30%? Trước canh tác này thì cái ruộng này thì mỗi năm thì tôi canh tác thì tôi thấy là năm nay là trội hơn mọi năm ngoái. Vì là cái mức độ tôi lấy quả này là mới được hơn chục hôm mà quả thấy đã vượt trội, đã đạt cân quả 3 cân rồi. Thế thì chúng tôi đang lo lắng là khi là lấy đến khi mà được thu hoạch cái khả năng là 45 cân một quả. Thì so với năm ngoái là bây giờ đây mới đây so đã khác rồi. Thì một ruộng của tôi là đi 2 sào. Tôi phun một hai phần còn lại một phần thì cảm thấy nó đã khác hoàn toàn. Nó hơn được khoảng bao nhiêu phần trăm? Hơn được đây thì 10%, kia thì được khoảng 7%. Đây là hơn 30%. Tức là chị thấy rằng rõ ràng cái hiệu quả nó hơn hẳn đúng không ạ? Thế ngoài ra thì nó cái hiệu quả nó còn khác hơn ở cái gì? Ví dụ chị thấy về mặt sâu bệnh này hoặc là cái sức chống chịu của những cái ruộng dưa hấu của chị thì nó có tốt gì hơn so với trước kia khi chị xưa sử dụng cái sản phẩm này không? Tôi so với sản phẩm này thì khác hẳn hoàn toàn vì sâu bệnh nó đỡ nhiều và cây thân dây nó vẫn khác, nó mập và dây gióng dây nó cao thành. Vâng thưa chị, vậy thì đối với cả trên cái diện tích ruộng dưa hấu nhà chị này thì chị đã sử dụng như thế nào đối với cả sản phẩm vườn sinh thái này? Một sào chỉ sử dụng hết bao nhiêu tiền? Một sào này thì tôi mỗi năm ấy thì tôi sử dụng thì phân so năm nay thì là nhiều hơn, năm nay tôi lại được nhờ cái thuốc của công ty Trung Việt này thì tôi lại dám đi xem mức độ nhờ nó có hơn không. Thế như nay tôi chả hai sào tôi chỉ đầu tư có 600.000 tiền phân. Tức là giảm phân đi. Vâng, giảm phân đi. Thì để xem cái thuốc của các bên vườn sinh thái Trung Việt này xem nó có khác hẳn hội năm không. Thế có khác không? Khác hoàn toàn. Thế chị đầu tư cái sản phẩm vườn sinh thái này chị có chấp nhận được giá cả không? Giá cả đây thì cũng gọi là chấp nhận được. Giờ lại là 155. Thế ạ. Trước 135. Vâng.
Vâng. Thế chị thấy rằng là thế mà thôi. Nếu mà dưa mà năng suất thì 155 dân với dân thì nó cũng không là gì là to tát lắm, nó gọi là bình thường. À. Là dân sử dụng thế nó vẫn là cứ gọi là năng suất là chúng tôi là thích rồi, không cần quan tiền giá cả không quan trọng. À. Mà hai sào là cứ một này là tôi phun là 2 bình. À. Thế là phun được 10 bình. À. Thế tức là cái giá cả là chị có thể chấp nhận được đúng không ạ? Vâng. Thế chị dự tính rằng là cái vườn dưa này của chị năm nay thì chị dự tính là cái tổng sản lượng chị thu được là khoảng được bao nhiêu tấn? Mức độ này là chúng tôi khoảng dạng là trên 2 tấn. Vâng. Với giá bán là bao nhiêu chị? Giá bán giờ là 6.000 một cân. 6.000 một cân. Vâng. Tức là chị được sẽ khoảng độ 12 triệu. Vâng. Đúng không ạ? Trên từ này. Thế chị so sánh rằng là so với năm ngoái thì so với những năm trước mà khi chưa sử dụng cái này thì chị chỉ thu được khoảng 6 7 triệu thôi. À khoảng 6 7 triệu. Vâng. Tức là chị bây giờ chị đã thu được tăng hẳn lên. Vâng. Chị cho biết rằng là thế thì khi chị sử dụng cái chế phẩm vườn sinh thái này thì chị đã sử dụng như thế nào? Chị đã sử dụng cái liều lượng như nào, cách pha tha kinh nghiệm chị cho chị có thể cho bà con nông dân được biết được không? Vườn ở đấy pha thuốc thì mỗi một lắp là một bình. À, phun là đi là tức là một cái nắp nhỏ này. Đó, phun đi một bình. Vâng. Một bình ra đi phun thì ta phun lướt qua thôi, không được phun lâu. Vâng. Chỉ lướt qua nước thôi. Không được phun di lại lần hai. À, thừa cũng thôi. Vâng. Là chỉ lướt qua thôi. Vâng. Vâng. Ví dụ như vườn dưa của nhà chị thì chị phun vào những thời điểm như thế nào? Vào tầm là 4-5 giờ tối chiều. Vâng. 4-5 giờ chiều là chị bắt đầu phun. Vâng. Thế thì trong quá trình phát triển của cây dưa từ thời kỳ chị bắt đầu đặt dây này cho đến khi mà chuẩn bị thu hoạch như này thì chị phun là bao nhiêu lần và cách quãng trong các lần phun là như thế nào? Phun cách quãng là đi 10 ngày một hôm mà phun 4 lần. À thế ạ. Vâng. Tức là từ khi chị đặt dây đến lúc mà thu hoạch dưa là mình cứ cách 10 ngày là mình phun một lần. Vâng. Đúng không ạ? Thế thì trước khi thu hoạch thì khoảng bao lâu thì mình dừng phun? Thì trước khi dừng 10 ngày nữa là sau là thu hoạch thì không phun nữa. À không phun nữa. Vâng. Thế tức là với tổng cộng khoảng độ mười mấy lần phun như vậy thì cũng chỉ hết khoảng độ hơn 100.000 thôi đúng không ạ? Và tức là cái giá cả chị có thể chấp nhận được. Và thế thì chị có định ứng dụng cái chế phẩm này vào trong công việc sản xuất của mình, ví dụ như trồng các loại cây màu khác trong thời gian tới không? Tôi khả năng là tôi có dùng. Okay, dùng cho cái gì ạ? Dùng cho cây lúa và chăn nuôi lợn gà cũng dùng được hết. À, thế à. Vâng, xin cảm ơn những ý kiến của chị. Thưa quý vị và bà con vừa được nghe những ý kiến của chị Nguyễn Thị Thấu nói về lợi ích khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái trên những ruộng dưa hấu của nhà mình. Và để giúp cho bà con có thể biết thêm những lợi ích và tính hiệu quả của sản phẩm này, xin mời quý vị và bà con cùng đến với mô hình chăn nuôi gia cầm tại huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương.